Nhưng mà nếu bạn vượt qua được cái thời gian khó chịu đấy thì dần dần nó sẽ thích nghi và bạn sẽ quen dần và bạn vượt qua được nó. Và nếu mà khó chịu 1-2 lần mà bạn bỏ cuộc thì vĩnh cửu không bao giờ bạn thay đổi được bạn. Cũng tương tự như kiểu là phá sản một lần mà vĩnh cửu không bao giờ kinh doanh nữa thì vĩnh cửu không bao giờ trở thành người kinh doanh giỏi. Thường thì là khi mà chúng ta trầm tính, tức là chúng ta không biểu hiện cái sự cởi mở với người bên xung quanh và mình ít nói, cái việc gì đáng nói thì mình nói, còn việc gì không đáng nói thì thôi. Nhưng mà cái đấy là theo góc nhìn của mình, nhưng mà bản chất là mình ít nói thì nó rơi vào có hai trường hợp chính thôi. Một trường hợp là bố không biết gì mà nói, tức là bố không có kiến thức để bố nói, để bố tham gia. Câu chuyện thứ hai là mình thấy mình biết nhưng mà thực ra mình biết không biết có đúng thật hay không mà mình tham gia vào câu chuyện đó, nhỡ cái là nó sai thì nó xấu hổ. Thì như vậy nó rơi vào hai trạng thái thôi, một trạng thái là không biết, hai là không biết chắc. Còn trường hợp mà biết chắc mà không nói ấy, thì là cũng hiếm lắm. Biết chắc mà không nói thì nó là tư duy mục tiêu, tức là nó không ảnh hưởng gì đến cái quyền lợi của mình nên mình không nói. Nhưng mà thực ra là mình không nói, mình không hòa đồng với mọi người thì đã ảnh hưởng đến quyền lợi của mình rồi. Thì tôi giải quyết hai cái câu chuyện thôi. Câu chuyện đầu tiên là một là anh không biết, nhưng mà tất cả chúng ta đều bắt đầu từ không biết mà. Thì chính vì không biết thì mình tham gia câu chuyện thì mình chịu khó mà hỏi, cho nên các cụ gọi là học hỏi mà. Giả sử mình không biết thì mình cứ hỏi thôi. Còn nếu mà mình không biết chắc thì em nghĩ là thôi. Thế thì mình dũng cảm lên. Nhưng mà trong đạo Phật thì do cái tham sân si mạn nghi thì là thường thì mình là hay bị cái bệnh mà trong cái mạn thì nó có hai cái loại mạn. Một là mạn là tinh tướng, tức là tỏ ra hơn những thứ mình hiểu biết. Và thứ hai nữa là ti liệt mạn. Tôi đọc đầy đủ trong đạo Phật thì là ti liệt mạn này, mạn quá mạn này, tăng thượng mạn này, tà mạn này. Nó chia làm các tầng. Tầng đầu tiên là ti liệt mạn, tức là mình có thể làm được 10, mình có thể biết 10, nhưng mà bản chất là mình không nỗ lực hết sức và mình luôn luôn nghĩ là mình chỉ có 6 thôi. Tức là mình định vị năng lực của mình sai. Ví dụ mình có 10 đồng nhưng mình cứ tưởng tượng trong túi mình chỉ có 4 đồng thôi. Thế thành ra là mình cứ suốt ngày mình lo lắng. Thì cái đấy là gọi là ti liệt mạn. Và đây là cái căn bệnh nó cũng xảy ra nhiều người. Ví dụ như ông sếp ông giao cho bạn một việc khó chẳng hạn, thì nói vậy thôi chứ ông sếp ông giao việc cho bạn thì ông mới biết là năng lực của bạn có thể làm được hay không. Thì ông ấy rất là tin bạn. Nhưng đôi khi chính bạn lại không tin bạn và bạn sợ hãi và bạn không dám nhận. Thì bạn phải hiểu là cái việc đấy là mình bị ti liệt mạn. Vậy thì ông sếp ông ấy tin mình, ông giao cho mình, thì tại sao mình thì không tin mình? Tức là mình còn không tin mình, ai tin mình thì làm sao mà ai tin mình được? Thế thì như vậy là bản chất như vậy gọi là ti liệt mạn. Cái loại thứ hai là loại mạn, tức là mình giỏi và mình tinh tướng. Em giỏi em có quyền, em đẹp em có quyền, giống như là Ngọc Trinh chẳng hạn. Thì như vậy là cái đấy là mạn, tức là họ có năng lực thật và họ mạn. Thì họ hơi tinh tướng một chút. Cái chuyện đấy là chuyện bình thường và ở đời thì chúng ta gọi như thế thì chúng ta hay nói là nó tự tin đấy. Thì cái chừng mực đấy là chừng mực nó rất là vừa. Tức là họ giỏi toán nhất lớp, thì đôi khi họ hơi tinh vi tí thì mình cũng phải chịu thôi. Thế còn trường hợp thứ hai là trường hợp mà mạn quá mạn, tức là đáng lẽ mình chỉ được 8 thôi mà mình cứ tưởng là mình 10. Thì như vậy là mình biết là mình bằng thằng bạn, nhưng mà mình cứ suốt ngày mình cứ ra giả là tao hơn mày. Thì cái đấy nó gọi là mạn quá mạn. Tức là cái của mình đã được 8 mà mình tưởng mình được 10, cái mình được 6 thì mình tưởng mình được 8. Thì cái đấy nó gọi là mạn quá mạn, tức là hơi tinh vi quá trớn một tí. Cái trường hợp thứ ba nữa là tăng thượng mạn, tức là bố ngu và lại còn nguy hiểm nữa. Thì trường hợp đấy nó gọi là tăng thượng mạn. Xong cuối cùng là trường hợp là tà mạn. Tà mạn là mạn đến mức độ mà không coi ai ra gì cả, nhìn xung quanh là toàn bọn ngu thôi, xong thậm chí là anh em nó cũng toàn là người cả, nhưng mà bảo bọn nhìn chúng nó như là động vật chứ còn mình thì là người. Thì như vậy nó gọi là tà mạn. Thì như vậy là bạn là nếu như cái người ít nói mà do không biết, tức là mình trong người mình có năng lực thật sự nhưng mình không bao giờ mình dám thể hiện ra, thì cái đấy nó gọi là ti liệt mạn. Thì nếu mà trầm tính thì trường hợp đấy gọi là tin liệt mạn, gọi là trầm tính trong giao tiếp thôi, chứ không phải là tin liệt mạn trong giao tiếp, chứ không phải tin liệt mạn trong công việc. Thế còn cái trường hợp nữa là do bạn không biết thì bạn không tham gia câu chuyện được, và nếu mà không biết mà không tham gia được câu chuyện được thì bạn sẽ tham gia hỏi, thì nó rất là tốt. Có phải cái trường hợp như thế này chúng ta vẫn đang giao tiếp với nhau không? Nhưng mà các anh chị có thể hỏi mà, và tôi nói và đây cũng là một cuộc giao tiếp mà, chứ không phải giao tiếp là hai thằng thi nhau nói thì mới gọi là giao tiếp. Thì giao tiếp là chỉ cần có người nói và có người nghe thì như vậy đã được gọi là một cuộc giao tiếp thành công rồi. Còn nếu hai thằng cùng nói cả thì đấy gọi là cãi nhau, mà hai thằng cùng ngồi nghe cả, không ai nói cả thì bản chất đấy cũng gọi là giao tiếp. Đấy là hai cục đá tảng ngồi cạnh nhau thôi, chứ không phải gọi là giao tiếp. Vì vậy là trong giao tiếp chỉ cần có người nói, có người nghe thì đã hình thành một cái cuộc giao tiếp rất là happy rồi. Vậy thì ở đây trong trường hợp đấy của bạn thì bạn không có khả năng nói thì bạn phải có khả năng hỏi, thì như vậy nó cũng rất là tốt mà, chứ không nhất thiết là bạn cứ phải nói liên tục thì bạn mới là giao tiếp. Thì cái việc trầm tính mà chúng ta không biết cái gì chúng ta hỏi thì nó cũng rất là tốt, và nó sẽ bù đắp kiến thức cho mình. Vì vậy bạn hiểu là trong giao tiếp mà bạn mạnh dạn hỏi hoặc mạnh dạn nói, mạnh dạn nói thì mình có nói sai chăng nữa thì giúp cho mình có cơ hội mình sửa, mạnh dạn hỏi thì được cái cơ hội được học cái người đối diện, cho nên người ta mới gọi là học hỏi mà. Thế cho nên là bạn đừng có cái nỗi sợ trong người khi giao tiếp. Và muốn nói thì nó dễ, tôi nói như thế này rất là dễ, nhưng bắt đầu từ ngày mai bạn cứ hãy dũng cảm đi, bạn tham gia một số câu chuyện, bạn cứ tham gia đi. Tất nhiên là lúc đầu nó cũng ngược với tính của mình, thì lúc đầu mình hơi khó chịu với chính mình còn khó chịu với mình chứ đừng nói là người xung quanh. Thế thì chúng ta phải chấp nhận cái câu chuyện đấy, cũng giống như kiểu ai bắt đầu mà muốn tập bơi chẳng hạn thì nhảy xuống nước bơi thì nó vừa lạnh mà nó lại phải giãy giụa, đạp lung tung cả, không cẩn thận còn sặc nước thì có ai sung sướng gì đâu. Nhưng có khi bạn ở dưới nước tầm độ khoảng 10 buổi bắt đầu bạn có khi bạn lại quen rồi, bạn lại thích xuống đấy bạn bơi mà, thì bắt đầu mà bạn thay đổi cái gì nó cũng hơi khó chịu. Và cái quy luật tất yếu là khi thay đổi là nó khó chịu, nhưng mà nếu bạn vượt qua được cái thời gian khó chịu đấy thì dần dần nó sẽ thích nghi và bạn sẽ quen dần và bạn vượt qua được nó. Và nếu mà khó chịu 1-2 lần mà bạn bỏ cuộc thì vĩnh cửu không bao giờ bạn thay đổi được bạn. Cũng tương tự như kiểu là phá sản một lần mà vĩnh cửu không bao giờ kinh doanh nữa thì vĩnh cửu không bao giờ trở thành người kinh doanh giỏi. Từ đây ví dụ như thế thì ai cũng vậy thôi, thì mới tập đi thì phải vấp ngã, mới tập nói thì phải là nói nhầm, nói nhịu là chuyện bình thường, đúng không ạ? Thế thì bạn mạnh dạn nên vượt qua chính mình trong cái thời khắc đấy, và vài lần thì bạn sẽ quen rồi. Chúc bạn sẽ mạnh mẽ được. Cảm ơn bạn. Bạn là sinh viên sắp ra trường, bạn mong muốn có kỹ năng chuyên môn cao, nâng cao tư duy trong kinh doanh, nâng cao thu nhập và thăng tiến trong công việc. Vậy chương trình này là sự lựa chọn dành cho bạn. BusinessChu, chương trình huấn luyện kinh doanh thực tiễn, được thiết kế và vận hành trực tiếp bởi trường doanh nhân CEO Việt Nam, sáng lập bởi Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam. Lộ trình học tập của bạn sẽ như thế nào? Bạn sẽ được ăn, ở, học tập, rèn luyện tập trung trong 6 tháng xuyên suốt. Sống và rèn luyện theo môi trường của quân đội giúp bạn có được kỷ luật tốt của một người đi làm. Được học tập kinh doanh thực tiễn cùng doanh nhân, những người đang kinh doanh thực tế. Được đào tạo các kỹ năng mềm và kỹ năng hội nhập trong doanh nghiệp như tiến hành giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, đàm phán. Được hoàn thiện tư duy, năng lực làm việc theo đúng như yêu cầu của doanh nghiệp. BusinessChu giúp bạn tự nâng cấp mình để hoàn thiện kỹ năng của một người đi làm. Đối tượng tham gia là ai? Dành cho sinh viên đang học tại các trường đại học, cao đẳng, những người mới tốt nghiệp, đang đi làm được 1 năm hoặc trên 1 năm. Sau quá trình huấn luyện, học viên sẽ được bố trí việc làm tại các công ty, tập đoàn mà có chủ doanh nghiệp là đối tác của Tập đoàn CEO Việt Nam. Tìm hiểu thêm thông tin vui lòng truy cập website trườngdoanhnienceovietnam.edu.vn, hotline tư vấn trực tuyến 0986 77 6622. BusinessChu, chắp cánh ước mơ trở thành doanh nhân thành đạt. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 0986 77 6622.